Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trend Mobile, kênh chuyên mua bán, trao đổi điện thoại quốc giá rẻ. Mọi người mua hàng liên hệ cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình này nhé. Zalo 0979622994, một số nữa là 0358479029. Địa chỉ của bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra thì em có ship hàng toàn quốc cho mọi người ở xa, hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc máy của video ngày 25 tháng 2 để mọi người tham khảo để mua nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu cho mọi người một chiếc S20 Ultra bản chính hãng 2 SIM. Đó mọi người nhé, 2 eMAI 2 SIM. Đó mà nó là bản 988B này. Pin của con này là sẽ là 5000 mAh và được trang bị RAM là 12GB, bộ nhớ 128GB mọi người nhé. Cũng có vân tay trên màn hình và nhận diện khuôn mặt đầy đủ luôn. Hai tính năng cơ bản của dòng Samsung, đời thấp cũng như đời cao bây giờ thì đa số là trang bị vân tay trên màn hình hết rồi mọi người nhé. Camera mặt sau đây thì là độ phân giải của nó rất là cao, cũng như là zoom lên 100x luôn mọi người nhé. Đây mọi người nhé, đây cái số 100x này nó hơi mờ tí này, nó dính bụi. Đấy, mắt cam này, đèn xét mắt sensor thứ này. Đó, nói chung mọi người nhìn thấy cái mắt cam của con S20 Ultra này nó không khác gì cái bếp từ bếp điện đâu. Đấy, nhìn rất là to nhé. Mặt lưng là mặt kính này. Con này em đánh giá thì máy nguyên zin, hình thức được khoảng rơi vào 97-98%. Hình thức bên ngoài rất là đẹp mọi người nhé. Nhưng tiếc một cái là con này thì nó lại bị đốm ở góc này một chút. Thì bên em hiện tại đang bán là 5 triệu mọi người nhé. Còn đâu là máy nếu mà màn không bị đốm ấy thì không bao giờ có giá dưới 7 triệu. Đấy là bản công ty luôn mọi người nhé. Con này em chỉ bán 5 triệu thôi. RAM 12 bộ nhớ 128, bản 2 SIM mọi người nhé. Không phải bản Hàn đâu, bản Hàn sử dụng 1 SIM thôi. Màn miếc kính trước rất là đẹp luôn, hiển thị đẹp, mỗi tội là nó bị ám tí này thôi mọi người nhé. Đấy, mọi thứ ok hết này. Cắm trước cắm sau thoải mái mọi người nhé. Zoom 100x cho mọi người biết rồi. Loa thì trang bị loa kép, em test thử loa cho mọi người nghe này. Nhạc không lời. Bắt đầu ngày mới với sữa tươi chuẩn Hà Lan. Đây, mọi người nhé. Samsung đã ngừng sản xuất và không còn tặng. Đó mọi người nhé. Loa kép nghe rất to, nghe rất đã luôn. Máy màu ghi sáng mọi người nhé. Con này được trang bị cổng sạc 2C sạc nhanh này, sạc siêu nhanh mọi người nhé. Con này thì em sẽ tặng mọi người bộ sạc 45W này, rồi là tặng giá màn hình này, tặng ốp lưng này, tặng cho mọi người tai nghe luôn. Đấy. Em bán 5 triệu thôi. Em bán con này với giá 5 triệu bảo hành 3 tháng, lưới 1 được 1 trong tháng đầu tiên. Mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn nhá, đốm một tí ở đây thôi, còn đâu là mọi thứ ok hết mọi người nhá. Đó, ai mà có 5 triệu, đấy, mà muốn trải nghiệm con này thì mua cực kỳ hợp lý nhá. Rồi, tiếp tục. Quay trở về với dòng iPhone, thì hôm nay em về được một con này, giá thì cũng khá là rẻ thôi. Đây mọi người nhá, mở face đi đầy đủ này. Con này là iPhone 11 Pro Max, bản quốc tế, 11 Pro Max, bản quốc tế Mỹ, 64GB, đó. Con này thì là màn thay rồi mọi người nhá. Đấy, con này là thay màn rồi. Màn hiển thị cũng khá là đẹp này. Pin con này là 85%. Face ID đầy đủ hết mọi người nhá. Đấy, cam kia đây mọi người nhìn là cam 3 mắt này. Đó, rất là nét luôn. Dòng này thì mọi người khỏi phải nghĩ rồi nhá. 11 Pro Max bây giờ thực sự như là giá đẩy lên rất là cao. Nếu mà một chiếc máy nguyên zin hết tất cả ấy thì bây giờ nó sẽ rơi vào 10 triệu mọi người nhé. 10 triệu mọi người mua được con máy ngon, phê đi đầy đủ. Còn mất phê thì em không nói nhé. Con này thay màn rồi thì bên em bán cho người vừa ra là 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Mọi người rẻ được khoảng là 3 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, rất là nói chung là rất là tiết kiệm mọi người nhé. Và hiện tại con này thì hình thức còn rất là mới luôn. Máy màu gold rất là mới mọi người nhé. Bám mắt camera này. Đó. Loa thì loa kép. Con này thì mỗi thay màn ngoài thôi, còn đâu là Face ID các thứ đầy đủ nhá, bao cho người là main zin luôn. Đó. Con này em bán là 6 triệu rưỡi mọi người nhá. Máy rất là đẹp, màu gold, cầm rất là sang mọi người nhá. Tặng cường lực và tặng sạc cáp cho mọi người luôn. iPhone 11 Pro Max mọi người nhá, bản 64GB quốc tế. Đó, thay mỗi màn thôi, còn đâu cam kết mọi thứ gì, mọi người có thể tháo ra xem thoải mái luôn. Chiếc tiếp theo đó là chiếc iPhone XS Max. Bản quốc tế 64GB, con này cũng màu vàng gold. Đó, XS Max 64GB này. Quốc tế, Face ID đầy đủ mọi người nhé. Pin con này là 81%. Con này hôm qua cũng đăng video một lần rồi. Bán với giá là 5,6 triệu, hôm nay giảm 200, còn 5,4 triệu mọi người nhé. Màn con này thì là thay màn cũng khá là đẹp này. Đó, mọi người nhé.
mọi chức năng ok, không lỗi lầm gì cả. Đấy, cảm ơn mượt mượt luôn mọi người nhé. iPhone X Max màu gold, hình thức còn khá khoảng 95%, khá đẹp mọi người nhé. Cam sao cam kép này, chụp chân dung cũng thoải mái, loa loa kép rồi. Mọi người biết dòng XS Max rồi 11 các thứ thì giúp mình rất là phê nhé. Bán 5,4 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, tặng cường lực cho mọi người nhé, tặng sạc cáp đầy đủ. Rồi tiếp theo nốt iPhone đi, em giới thiệu con này là iPhone 11 mọi người nhé. Con này thì máy nguyên zin luôn này, iPhone 11 máy Mỹ, con này thì 64GB máy lóc mọi người nhá. Đấy, con này thì mọi người mua về thì mọi người phải ghép sim. Mình thì hiện tại là không sẵn sim ghép đâu. Mọi người mua về thì mang ra cửa hàng người ta ghép sim cho mọi người nhá. Đây nhá, Face ID cài cho mọi người coi này. Đấy, Face ID đầy đủ luôn. Để em xem pin con này là bao nhiêu nào. Pin 89% mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, cam quýt nét căng luôn. iPhone 11 đó, con này máy nguyên zin hết bản lóc mọi người nhá, hình thức còn khá đẹp đó. Con này thì nó độ hai cái viền này thành cái viền màu đỏ rồi, nhìn rất là phong cách, nói chung là nó mic cũng khá đẹp mọi người nhá. Đó, iPhone 11 máy màu tím, hình thức đẹp chưa, đó nguyên zin hết mọi người nhá. Pin 89 máy lóc thôi, mua về dùng xin ghép là được. Con này thì cũng tặng cho mọi người cường lực này, tặng sạc cáp bảo hành 3 tháng luôn, bán với giá là 4.600.000 đồng mọi người nhé, 4,6 triệu thôi. Nếu mà con 11 bản quốc tế bây giờ nó phải rơi vào sát 7 triệu mọi người nhé. Đấy, mọi người cân đối cũng là 11 nhưng mà máy lóc mọi người về ghép sim, chịu khó mang về ghép sim một tí đấy, dùng thì thoải mái luôn, không phải nghi ngại mọi người nhé. Rồi quay trở về với Samsung đi, em giới thiệu tiếp một con nữa, đó chính là con Samsung Note 10 Lite. Note 10 Lite lâu lắm rồi thì không có tại cửa hàng nhà em, thì hôm nay về được một chiếc này. Note 10 Lite bản công ty 2 SIM mọi người nhé, pin là 4.500 mAh mà Super AMOLED Plus. Con này thì cấu hình sẽ là RAM 8, bộ nhớ là 128GB, vân tay vân chân trên màn hình rồi nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết nhá. Đó, con này thì ngoại hình các thứ thì còn khá là đẹp này, nói chung là khá là đẹp mọi người nhá. Không có xước sát cấn móp gì nhiều, nói chung chung quy rất là đẹp. Cụm mắt camera này 3 mắt này, đèn flash đầy đủ này. Máy màu đa sắc mọi người nhá. Lưng con này thì dán chống sức, bóc ra mới tinh này, đấy em mới bóc nhá. Màn con này thì cũng rất là đẹp, em bảo mới dán chống sức cho nó rồi. À, hiện tại con này thì bên em báo giá luôn là bán với giá là 3.200.000 đồng. Và tại sao bán 3,2 triệu nhé, thì chung quy nó như này, rất là rẻ thôi. Thứ nhất là cái bút S Pen này là cái bút nó bị mất rồi, em lắp cái bút này vào mọi người viết vẽ thoải mái nhé, nhưng mà cái bút này nó không điều khiển được từ xa đấy, nó không điều khiển được từ xa mọi người nhé, không chụp ảnh được từ xa đấy. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là con này thì nó có ám nhẹ một chút đây mọi người nhé, có ám nhẹ, cái này phải nhìn kỹ mới thấy đấy mọi người nhé, nhìn kỹ mới thấy, còn đâu nhìn qua thì không thể thấy được đâu đấy, một tí tí thôi. Mọi thứ thì ok hết mọi người nhé, con này dùng khỏi phải nghĩ luôn, cam kết hết căng này mọi người nhớ chưa. Note 10 Lite một con máy khá là đẹp, cũng như là cấu hình khá cao, cục sạc thay sạc nhanh, rất tay 3.5 đầy đủ nhá. Con này bên em bán ra đều tặng cho một người dán màn hình này, ốp lưng này, sạc cáp sạc nhanh chính hãng Samsung, bảo hành 3 tháng, lưỡi một tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình luôn nhá. Note 10 Lite ai mua được con này em thấy cực kỳ hợp lý luôn, lâu lắm mới có một con như này nhá, đó rất là hợp lý với mọi người luôn. Rồi tiếp theo sang một con Samsung nữa, đó chính là con Samsung A22. Con này thì hàng trong kho siêu thị ra mọi người nhá, máy gần như chưa có ai dùng luôn, mọi người nhìn ly lông này, mới kính con luôn mọi người nhá, mới kính con. Này đem ra thanh lý cho mọi người với giá là 3 triệu thôi. Nói chung là bên em bán máy đã nghiên cứu giá cả rồi và rẻ hơn shop khác rất là nhiều, nên mọi người cứ yên tâm tin tưởng cửa hàng. Bên em thì nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tại nhà mọi người nhá. Nên mọi người cứ yên tâm, với hàng phải zin, hàng phải gọi là hàng công ty chính hãng thì mọi người mới nhận. Nói chung là để so sánh một cái máy zin và một cái máy hàng Trung Quốc fake ấy, thì mọi người nhìn cái màn hình mọi người biết nhé, và cầm con máy nặng hay nhẹ là biết ngay này, nhìn cái độ tốc độ xử lý của nó nhé. Thứ nhất này, thứ hai là mọi người lướt này, màn hình cực kỳ đẹp, màn hình AMOLED nó khác hẳn với màn LCD nhé. Và con nào máy fake thì không bao giờ nó dùng cái màn hình AMOLED, cái màn hình này đã rơi vào hơn triệu rồi, nên mọi người cứ yên tâm nhé. A22 bản công ty 2 SIM chính hãng này, pin của nó là 5.000 mAh, có vân tay một chạm ở cạnh sườn đây đó, cấu hình sẽ là RAM 6, bộ nhớ 128GB đấy, mở khuôn mặt vân tay các thứ đầy đủ nhá, màn mướt mượt luôn. Cam này, mọi người nhìn cam này, nghe chưa? Đây, cam trước đây. Đó, máy đẹp, xin keng sveng luôn. Hiện tại con A22 này bên em đang bán với giá là 3 triệu tròn mọi người nhá. Ai quan tâm mọi người alo cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình này. Đó, tặng sạc cáp và cường lực đầy đủ hết luôn mọi người nhá.
Rồi tiếp theo sang một con máy rẻ hơn là con máy A31, em bán là 2 triệu 8 thôi, giam 6128, bên con này bên 5.000 mọi người nhá. Nói chung là con này thì bản công ty 2 sim đây, pin 5.000, con này thì cũng khá là đẹp đấy. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128GB. Ok chưa? Cổng sạc Type-C, sắt thang nghe 3.5 đầy đủ hết này. Đó, con này bán là 2 triệu 8 nhá, máy đẹp khoảng 98%. Rồi tiếp theo sang con này là con Samsung A70, máy màu xanh. Hình thức thì cũng khá là ok, còn khoảng 95-97%. Đấy, khá là đẹp mọi người nhé. Cổng sạc Type-C, sắt thang 3.5 đầy đủ luôn. A70, con này thì RAM 6 bộ nhớ 128GB luôn nhá. Công ty 2 SIM, pin 4.500. Vân tay trên màn hình đầy đủ luôn, màn 6.7 inch, màn AMOLED. Đấy, cảm xúc sơn nét căng luôn. Con này em bán 2 triệu rưỡi mọi người nhá. A70 2 triệu rưỡi này, bảo hành 3 tháng, có tặng sợi cáp đầy đủ nhá. Ai quan tâm mọi người alo cho em. Rồi một con này, đó chính là con A7 2018. Con này vỏ xấu, nói chung là vỏ xấu. Đấy, quay qua cho mọi người xem. Mọi chức năng ok, RAM 464GB. Con này em bán cho người với giá là 1 triệu 2 nhá. Đấy, A7 2018 2 SIM 26, RAM 464GB, cam quýt thoải mái luôn. Đó, con này em bán là 1 triệu 2. Vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người nhá. Đó, A7218. Con này thì máy đẹp hơn này, à, máy màu đen đẹp hơn mọi người nhá. Thì em bán là 1 triệu rưỡi này. Đó, cũng tặng sạc cáp này, bảo hành 3 tháng luôn. Ok chưa? A7218, con này máy đen đẹp hơn bán 1 triệu rưỡi, con kia thì máy xấu em bán là 1 triệu 2 nhá. Rồi tiếp tục sang một con iPhone đi. iPhone con này là 6 Plus, con này 6 Plus lock mọi người nhá, bản 128GB. Con này hình thức đẹp đấy, nói chung là đẹp, máy zin hết. Nhưng mà lock phải ghép sim mới dùng được nhá. 6 Plus này, bản Zia, bản Nhật, lock Nhật nhá, 128GB. Vân tay vân chân đầy đủ hết luôn này. Đấy, ok chưa mọi người? 6 Plus. Đấy, mọi chức năng ok hết. Con này thì em bán cho người với giá là 950.000 đồng. Đấy, bán 950.000 đồng, về mọi người ghép sim mà dùng hoặc nghe nhạc xem phim tùy nhé. Máy nguyên zin, bao nguyên zin hết luôn nhé. Đó, tiếp theo là con iPhone 5S. Đấy, 5S máy quốc tế 16GB. Con này thì mất vân tay rồi. Đó, iPhone 5S nhé, mất vân tay rồi, mọi chức năng vẫn ok. Em bán cho người với giá là 600.000. Tiếp theo là một chiếc máy Samsung J7 Plus, J7 cộng này, 2 SIM 26 bản công ty mọi người nhé. Con này là RAM 4, bộ nhớ là 32GB. Đó, máy màu vàng gold cũng khá là đẹp luôn. Vỏ nhôm mọi người nhé, cắt soi cam kép, vân tay vân chân đầy đủ chơi. Đó, 2 SIM 26, con em bán là 1 triệu 2 mọi người nhé. Đó, J7 Plus. Rồi cuối cùng là một con J7 Prime, máy con này khá đẹp mọi người nhé, người vỏ đẹp chưa. RAM 3, 32GB, có vân tay một chạm, thoải mái luôn. Bọn này pin cũng khá trâu mọi người nhé, 2 SIM 2 sóng. Đấy, cảm xúc cao xoay đây được luôn. Máy bán ra thì đều tặng mọi người cường lực này và tặng sạc cáp mọi người nhé. Con này máy zin đẹp luôn, bán 1.2 triệu mọi người nhé. Ok, J7 Prime cũng là chiếc cuối cùng ở video ngày hôm nay rồi. Mọi người xem video thì ai xem video lần đầu của kênh em thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ cũng như được theo dõi video mới nhất mà em đang hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.